là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mít trở lại cho đại đức Pháp Trang để đại đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Vatu sa pa mangalang ga kanto sa ba de vata sa pa po tha no pa ve na sa da so thi pa van tu te pa vatu sa pa mangalang ga kanto sa ba de vata sa pa tham ma no pa ve na sa da so thi pa van tu te pa vatu sa pa mangalang ga kanto sa ba de vata sa pa sang kam nu pa ve na sa da so thi pa van tu te se te ya cha na ra ta se ta ma to se ta ma to se ta ma to e dang pa lang e ta smin ra ta na ta ya smin sam ba sa da na che e ta so cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thủ lành thai. A ca sát tha chấp phùng mát tha tê hoa na ga. Mất thi ca bốn nhân nô á nô mô đành tu chi rằng. Đặc khanh tu xa xa năng. A ca sát tha chấp phùng mát tha tê hoa na ga. Mất thi ca. Bụn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu nô ga ru a ca sát tha cha phùm mát tha đề hoa na ga mất thi ca. Bụn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu nhà ta vô a ca sát tha cha phùm mát tha đề hoa na ga mất thi ca. Bụn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng cắt khanh tu bà ni nô a ca sát tha chấp phùng mát tha đề hoa na ga mất ti ca. Bụn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng cắt khanh tu nô sa đà. Chư thiên ngự trên hư không đều cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều lãng vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hệ phước để chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thụ đạo màu tu hành tinh tận ngọ ngầu vô sanh văn kinh chế cú sa la cam mang cách thấp bằng kỳ ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta san ni no at ti ye cha sat ta san ni no ka tang bu nya pha lang mai han sap be pha ri pha wan tu te ye tang ka tang su wi di tang din nang bu nya pha lang mai ya ye ta ta na cha nan ti de wa gan to ni we da yong sap be lo kam hi ye sat ta chi quan ta ra hệ tu ca ma nôn nhân phụ cha năng sắp bề lá phàm tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân tội tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an được có hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn làm đâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chủng đến hầu mạch ngay có người làm phước được lại lại đem hồi hưởng hiện nay gặp cùng chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin đau phước báo cúng dường quá thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng. Dạ con kính cảm ơn đại đức Pháp Trang đã truyền tâm quy và ngũ giới đạo tràng chúng con. Dạ con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị.
có mặt trong đạo tràng đã cùng con lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới ạ. Tất cả phước báo nào có được trong ngày hôm nay thì con cũng xin dâng đến cho cô tu nữ Phúc Hạnh ở chùa Phước Quang Bình Định ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh để cô điều hòa chương trình hôm nay ạ. Đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Mét Ta Việt Nhữ và Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ nhà trí đức đại đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà với cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cảm ơn cô. Nhật Quỳnh kính chào chị Meta, kính chào Hiển Mộng, dạ cảm ơn Thanh Hoàng. Mến chào Trang Thư, kính chào Kim Lê, mến chào Kim Nhung, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Duyên, mến chào Xích Niệm Từ, mến chào Thi Lâm, mến chào Như Quang, dạ cảm ơn Kim Nhung. Mến chào Xích Thiện Vũ, kính chào Vinh Giang Nhất Hà, mến chào Thanh Hoàng, kính chào Thanh. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và sa thú lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân. Đại đức Pháp Trang đã từ bi hoan hỷ ra mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy. Vũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đồng kính cảm ơn chị Metta đã thay mặt đạo tràng lấy bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Và hôm nay là ngày giảng của Thượng tọa Pháp Thanh, mà đến bây giờ con thấy sư chưa online, cũng như chưa vào đạo tràng, không biết có điều gì không ổn trong đường truyền hay không. Chứ nếu mà sư có nghĩ thì sư đã báo con rồi. Mà này sư không, con không có nhận được tin báo gì hết. Mà giờ này thì con cũng chưa thấy sư vào, nên con cũng không biết làm sao. Dạ, nhân dịp này, dạ, con biết Ngài Trí Đức không có ở chùa Ngọc Đạt, nhưng mà con cũng có một việc cũng hơi quan trọng đối với hàng Phật tử chúng con. Con cũng mới vừa nhận được tin, mới vừa nhận được điện thoại. Nghe nhỏ quá hả? Dạ, đạo tràng có nghe lớn chưa? Dạ, Nhật Quỳnh kéo máy lại nha. Quỳnh tăng lên. Dạ, alo. Dạ, nghe được chưa Duyên ơi? Nam mô Bích Thai giá. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, thiều thào là đúng rồi. Dạ, có người bị em nói tại Nhật Quỳnh thiều thào. Dạ, đúng rồi. Tại chạy lại đạo tràng gấp quá nên nó mệt. Từ từ lấy sức lên quý vị nha. Dạ, dạ con tri ân Đại Đức Pháp Trang cho con biết được tín hiệu. Dạ, Ngài Trí Đức có nghe được âm thanh con không bạch Ngài? À, con đã thấy Thượng tọa Pháp Thanh rồi, thôi một chút để sư Pháp Thanh giảng xong thì con sẽ xem các bạch dư với Ngài. Có một việc, có hai việc rất là quan trọng đối với một người, hai người Phật tử luôn. Dạ, hai người Phật tử luôn. Thì thôi bây giờ con thấy Thượng tọa Pháp Thanh vào rồi, con xin phép được thỉnh Pháp Sư. Trong khi sư cho con biết được đề tài ngày hôm nay sư giảng bạch sư. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng tọa Pháp Thanh giảng giải. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, giờ con có nhiều việc bên ngoài nên con chạy lên máy đặt. Thành ra con nói đạo tràng rất là khó nghe, và dạ, con xin sám hối.
Mời quý vị cùng giới Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sam Kha giá. Nam mô Ta Sa Ta Qua Tô, Arahato Samma Sambut Dhasa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambut Dhasa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambut Dhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui, phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, vẫn nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc và ngày dời chân sáng. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ, đó là nhóm kiều trận như a được nếm hương vị hù dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 40 năm hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp tây gian, à bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được chi chi vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, trước khi con thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh nên giảng giải bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc chánh kinh. Và không biết ở bên cái bài học của con không biết có bị thiếu sót không, mà sao con thấy nó ngắn quá bạch sư. Nhưng mà con cũng đọc lời, sau đó con cung thỉnh sư chỉ dạy thêm cho con để con hiểu thêm cái bài này ạ. Dạ, cảm ơn Như Quang. Kinh tương ưng kinh Sam Giúp Tá Nikaya, chương 1, tương ưng chư thiên. Năm La Mã phẩm thiêu cháy. Bài 4, một căn rễ. Một rễ, hai phương diện, ba vế, 50 trường. Biển lớn, 12 hòa, vực sói, bậc, thánh siêu. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, kính cảm ơn Như Quang rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá, sư có nghe được âm thanh con chưa bạch sư? Chỉ cho con một tín hiệu để con kính dân mít đến sư ạ. Dạ, con kính dân mít đến sư. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Hôm nay xin đạo tràng hoan hỷ, tại vì cũng trời mưa rồi, cúp điện mới vừa có điện lại. Dạ, chắc bữa nay trường truyền chắc nó cái tín hiệu nó không được tốt. Mong đạo tràng hoan hỷ. Và bản thân bữa nay thì cũng mấy hôm nay nó cũng bị bệnh ho, anh có gì xin quý vị quan hỷ. Giờ thì cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc cái phần chánh kinh. Dạ, cái bài hôm nay thì nó ngắn, rất là ngắn, chỉ có 4 dòng thôi, nhưng mà ý nghĩa của nó thì giảng rất là sâu xa. Và trước khi vào bài giảng, kính cung thỉnh cho cung đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, quý vị tâm bảo để làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá.
Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử ngồi. Ta thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng, các ngài mô phạm quần sanh là phước điện chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể thân ngang, chúng tôi quý tôn nữ và quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Thầy Giá. Thì hôm nay cái phần chánh kinh nó rất là cô động, xin quý vị chú ý. Một rễ, hai phương diện. Thì quý vị biết rằng giống như một cái cây cổ thụ, thì nó chỉ có một cái rễ cọc. Cái rễ cọc này là cái rễ rất là quan trọng. Xung quanh thì nó có nhiều cái rễ nhỏ, và nhờ đó mà nó giữ vững cái cây, cũng như để mà lấy những cái chất dinh dưỡng từ đất để nuôi cây. Cho nên cái rễ này đó nó được bảo vệ, và những cái rễ con ở xung quanh bảo vệ rất là cẩn thận. Thì đối với về phương diện bất thiện thì có cái si hay là vô minh. Nếu mà tâm thì gọi là tâm si, mà nếu là sở hữu si. Còn nếu mà nói trong thập nhị nhân duyên, nó là vô minh. Thì nó là căn cội nhất của tất cả những cái phiền não của bất thiện. Rồi về hai phương diện thì cái gì trong đời sống là gì? Là tham và sân. Nhưng mà người ta không hiểu được cái tham sân này đó, nó có cái nguồn cội từ si. Nhờ chúng ta học, chúng ta hiểu biết, nhờ trí tuệ của Đức Phật đã phân tích chia sẻ ra, mới thấy được cái bộ mặt thật của căn si. Thì khi mà chúng ta học, chúng ta mới hiểu được tất cả 12 tâm bất thiện này đều có mặt của si phận, của sở hữu si. Chính nó làm cho ta mê mờ. Chính nó là nguồn cội, cho nên là ở đây Đức Phật mới nói là một căn, một rễ, hai phương diện là như vậy. Nhớ là cái một rễ là si, hai phương diện tức là tham và sân. Thì muốn diệt trừ được cái
cái rễ cọc này nè phải đạt đến thánh quả A La Hán. Thành ra quý vị mới nghe trong kinh là các vị thánh tăng đạt đến thánh đạo vô lậu thì mới đào bứng tận gốc rễ, tức là cái nguồn cội đó, đào bứng tận gốc rễ, nhổ đi, chặt đi cái rễ cọc của cái cây thì cái cây nó mới hoàn toàn chết. Còn nếu mà chúng ta đó chỉ chặt những cái rễ nhỏ thì cái cây nó sẽ tiếp tục được cái rễ cọc nó nuôi dưỡng, thì các cái cây nó hay là cành nhánh rễ nó sẽ mọc trở lại. Rồi câu thứ hai là ba uế năm môi trường. Ba uế ở đây đó là chỉ cho dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Chính vì những cái uế nhiễm này đó nó bao bọc, nó che án ba cái uế này nó được nuôi dưỡng từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Những cái mầm mống này đó nó tiềm ẩn, nó ngủ ngầm, nó chờ đợi thời cơ. Nếu mà những cái thời cơ điều kiện thuận lợi thì nó sẽ xuất hiện liền. Chính vì ba cái uế nhiễm này đó làm cho chúng ta chìm đắm trong ngũ trần, sắc thinh vị xúc. Thì dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Dục lậu là những cái tham muốn, tham muốn về vật chất, nhất là về cái dục ái. Rồi hữu lậu tức đây là cái sự mong muốn, cái chấp thủ tồn tại, hoặc là chất chứa bám níu tham đắm. Thì vô minh lậu đây là gì? Mặc dù là kể nó ở phía sau, nhưng quý vị nhớ rằng vô minh lậu đó là gì? Là si, nó dẫn đầu tất cả các pháp thiện, đúng không? Xin lỗi, nó là dẫn đầu các pháp bất thiện. Cho nên những cái quế nhiễm này nó bám níu lấy chúng ta, nó chờ khi mà có những cái đối tượng khả hỷ khả lạc, nó liền sanh khởi lên, rồi sao, rồi bám níu chiếm giữ để mà bám níu lấy đối tượng. Và nó bám níu về cái gì? Thì bám níu về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh thi khí, cảnh vị, cảnh xúc. Năm cái môi trường, tức là năm cái điều kiện để cho những cái cấu quế này nó bám vào, nó nương vào đó để nó sanh khởi. Thì ở đây đó thường thường là những cái lậu hoặc này đó, những cái quế nhiễm này đó nó bám vào những cái cảnh tốt. Năm cái cảnh là cái đối tượng, năm cảnh là đối tượng để cho cái tham ái nó quế nhiễm này nó bám níu lấy. Thành ra nó năm cái cảnh này là năm cảnh tốt. Nhưng mà không phải là hoàn toàn cảnh tốt không, tại vì có khi á cảnh cả
cảnh tốt của đối tượng này và cảnh xấu của đối tượng khác. Ví dụ bây giờ với cái người mà không có uống rượu thì khi mà mình uống vô miếng rượu nó rất là khó chịu, nó khổ sở. Nhưng mà những người mà nghiện rượu thì họ lại đắm nhiễm trong đó, không? Thành ra cái bám ở đây là đối với cái cá nhân đó, đối với chúng sanh đó, đối với người đó, những cái cảnh này nó trở thành cảnh tốt cho cho chúng sanh đó thôi. Đó, cho nên thường thường là người ta bám níu vào những cái cảnh gọi là khả hỷ khả lạc, thích ý vừa lòng, thì người ta mới bám níu vô đó, nghe không? Đó, thành ra đó cái những cái quế nhiễm ở đây và những cái môi trường tạo điều kiện cho những cái phiền não này sanh khởi, bám níu, chấp thủ, dính mắc vô. Rồi cái câu thứ ba, biển lớn 12 quả. Biển lớn ở đây đó là Đức Phật ví như cái sự khổ của tất cả chúng sanh ở trong thế gian, ví như biển. Thì quý vị thấy rằng ở trên cái quả đất này, ở trên cái cõi Diêm Phù Đề này, thì theo mà những cái người ở thế gian người ta có câu sao, tam sơn tứ hải nhất phần điền, thì cái biển nó là tới bốn phần, nó bao bọc mà ba phần là núi, chỉ có một phần đất thôi. Cho nên cái khổ này đó được ví như biển lớn vậy, nó bao trùm tất cả, nó bao trùm tất cả chúng sanh, không có chừa một ai, từ phàm phu cho đến các bậc thánh nhân. Thành ra đó Đức Phật mới ví cái khổ này giống như là biển lớn. Hay là quý vị nghe cái danh từ ở thế gian là sông mê bể khổ. Tại sao mà người ta ví là cái sông là mê? Tại vì cái sông á, thì sông có đoạn dài, đoạn ngắn. Thì cái người mà mê lầm á, cũng có nhiều có ít. Nhưng mà bể khổ nó bao trùm hết tất cả. Cho nên là biển lớn ở đây là Đức Phật ví như cái sự khổ đau ở trong tam giới này. Rồi 12 quả. Đây là để chỉ cho 12 cái nỗi khổ của chúng sanh ở trong thế gian này, là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do buồn rầu, khổ do uất ức khóc than, khổ vì sự khổ, tức là sao, khổ nó chồng lên nhau. Chờ một chút sư sẽ giải thích từng phần. Khổ vì phiền muộn, khổ vì khó chịu đựng, khổ do không ưa mà phải gần, khổ vì thương mến mà phải xa lìa, khổ
muốn mà không được. Đó. Thành ra đó, 12 cái 12 cái khổ đau này nè, nó bao vây lấy chúng ta trong đời sống. Thì khổ sanh, khổ sanh ở đây nó, quý vị phải hiểu hai cái khía cạnh. Khi một chúng sanh mà phục sanh vào cái lòng mẹ, rồi khi mà từ ở trong lòng mẹ mà chào đời đó, là nó rất là khổ đau. Khổ đau cho bản thân chúng sanh đó rồi mà còn khổ đau cho bà mẹ nữa. Và trong khi mà sanh này nó rất là nhiều những cái hiểm họa, cái tai hại, có thể bào thai chết mà có thể bà mẹ chết. Cho nên là cái sự chào đời nó rất là khổ đau. Thì có một đoạn kinh mà nói là giống như mà con voi mà nó phải chui qua cái lỗ kim rất là khổ. Thì chắc là cái khổ đau này quý bà quý cô hiểu rõ nhất, như là cô Nhật Quỳnh, cô Meta rồi đã từng trải qua cái nhiều cái nỗi khổ đau này. Rồi đến cái gì là bệnh. Bệnh tật nó cũng là một cái nỗi khổ. Rồi bệnh tật thì nó sẽ kèm với những cái sự khó chịu, đau đớn của thân. Quý vị thấy rằng cái bệnh á, không phải tới những cái bệnh lớn lao nó mới khổ. Chỉ cần mình nhức cái răng thôi, nhức cái răng thôi, quý vị thấy cũng rất là khó chịu, nó rứt, nó tê, nó nhức, nó khó, rất là tạo cho chúng ta cảm giác rất là khó chịu, rất là đau đớn, khó chịu. Hay là khi mà quý vị ngồi thiền một thời gian lâu, cái tê nhất nó diễn ra. Đó là những cái cảm thọ, những cái cảm thọ nó gây sự đau đớn ở trong cái thân của chúng ta. Khổ già, khổ bệnh, rồi tới khổ già. Và thì cái sắc thân này đó, nó đến lúc nó tiêu hoại, nó già cõi. Tại vì mình á, khi mà mình nhìn trên cái tổng thể, đến khi mà má hốc, da nhăn, mắt mờ, răng rụng, mình mới nói già. Chứ sự thật ra đó, cái già này đó, nó diễn ra từng sát na. Dù là một cái em bé đó, nó cũng già đi, có sự thay đổi. Thí dụ như tại vì mình thân cận gần gũi mỗi ngày mỗi ngày, mình không thấy cái sự thay đổi đó. Thí dụ như bây giờ có một đứa cháu nào đó, mà khoảng thời gian những đứa cháu nó đang phát triển, thì chừng vài ba tháng, ba tháng mình gặp lại nó, mình thấy sẽ thấy nó cái sự đổi khác, nó phát triển. Nó cái sắc thần của nó diễn biến khác gây với cái lúc mà chúng ta gặp. Thì cái này là biểu hiện của sự già đi. Còn nếu mà chúng ta nhìn sâu
mà kỹ càng hơn thì sao? Từng các cái tế bào nó có cái giai đoạn sanh trụ diệt, thì mỗi giai đoạn đó nó chỉ có mấy cái sắc này mà thôi. Cho nên đó, là hằng ngày những cái tế bào mới sanh ra và những cái tế bào cũ nó được đào thải loại trừ đi. Ví dụ như hằng ngày chúng ta tại sao mà mình phải tắm, mình tắm mình kỳ cọ để những cái tế bào da bên ngoài đó nó già cỗi chết đi, để những cái tế bào mới nó sanh trưởng, nó tăng trưởng. Cho nên là cái già này đó nó diễn biến trong cái nội thân của chúng ta từng giây từng phút, nhưng mà vì mình không có quan sát, mình không có hiểu biết, cho nên là mình còn cũng dương dương tự đắc, tôi đang tuổi thanh xuân, tuổi xuân phơi phới, mình không thấy cái già, cái bệnh nó đang diễn ra trong thân của chúng ta mỗi giây mỗi phút mỗi sát na. Rồi cái gì đi đến cái khổ khổ chết, tại vì đây là cái quy luật tự nhiên của tam tướng chứ không phải riêng cá nhân chúng ta, nó là cái quy luật của sanh trụ diệt vô thường, luôn luôn là thay đổi. Cho nên là cái già bệnh rồi mới đi đến cái chết. Cái chết á, ở đây á, nó không phải là một cái sự kết thúc. Đối với một chúng sanh phàm phu đó thì cái chết chẳng qua là nó một cái sự chuyển biến từ một cảnh giới này đến một cái cảnh giới khác mà thôi. Cho nên là cái chết ở đây là kết thúc một cái đời sống cũ và mở ra một cái đời sống mới. Giống như bây giờ đang sử dụng một cái bóng đèn, bây giờ cái bóng đèn này nó không còn tỏa ánh sáng nữa, thì chúng ta mở cái đèn cái bóng cũ ra và chúng ta thay vào cái bóng mới thì nó sẽ sáng lên. Thì cái thân ngũ quẩn nó là thay đổi, nhưng cái dòng nghiệp lực, cái dòng nghiệp lực đó, thì nó luôn luôn tương tục liên tục ở trong cái đời sống này. Nhưng mà chúng ta đừng lầm tưởng nó là một cái linh hồn, thì cái dòng nghiệp lực này đó, nó không phải là một mà nó cũng không phải là khác. Những phiền não thúc đẩy để tạo những cái bất thiện nghiệp trong đời sống quá khứ, đến cái thời điểm nó sẽ cho quả. Nhưng mà chúng ta đừng lầm tưởng rằng một chúng sanh tạo nghiệp thì một chúng sanh tạo quả, nhận quả. Tại vì ở đây là vô ngã, không có ai hết. Tại vì do vô minh lầm lạc, do phiền não thúc đẩy mà những cái bất thiện được gieo trồng. Rồi với trí tuệ, với hiểu biết, chúng ta làm những điều lành, những điều thiện, thì cũng do cái hiểu biết
do trí tuệ mà chúng ta làm. Thành ra là cái chết đó, nó chỉ là một cái chấm dứt cái đời sống gọi là thời điểm hiện tại, nó kết thúc bằng cái tâm tử và cái tâm tục sanh, nó khởi đầu cho một cái đời sống mới. Cái dòng nghiệp lực, cái dòng nó chảy tương tục giống như dòng điện trong dây dẫn. Rồi trong đời sống sao? Khổ cho buồn rầu. Những điều gì mà nó không phù hợp thì nó làm cho mình khổ. Trời ơi, không để thời tiết thay đổi thì nó bệnh qua trời qua đất. Đó, rồi cái sức khỏe mình nó không được như cái mong muốn mình thì mình buồn rầu. Mà nó nặng hơn chút là phải chạy đi bác sĩ này bác sĩ nọ, tìm thuốc này thuốc kia thuốc nọ để trị. Rồi sao? Buồn rầu rồi. Nếu mà nó nặng hơn á thì sao? Khóc lóc than vang, trời đất ơi ẩm đầy tôi bệnh quá trời luôn, đi mấy ông bác sĩ luôn, thuốc men đủ thứ hết mà nó không hết. Nó hành hạ tới khóc lóc than vang, sao mà không công bằng gì hết, mấy người kia thì không bệnh mà tôi cứ bệnh hoài. Buồn rầu rồi khóc lóc than vang, rồi khổ vì sự khổ, tức là cái khổ nó chồng chất bên nhau. Khi cái bệnh nó diễn ra trên cái sắc quẩn này, nó đau đớn, nó tê, nó nhức là chỉ một nỗi khổ thôi. Nhưng vì cái không chấp nhận cái khổ này, muốn có được cái sự an ổn, không chấp nhận cái khổ, cho nên là sao, là mới buồn rầu khóc lóc. Thì cái khổ này nó chồng lên khổ nữa, đúc khác, hai cái khổ nó chồng lên, tức là vừa khổ thân vừa khổ tâm. Chứ còn biết thôi, tại vì thời tiết nó thay đổi mình bệnh, tại vì mình ăn những vật thực nó không phù hợp nó bệnh, do tứ đại bất hòa nó bệnh, còn do duyên do nghiệp mà bây giờ mình cũng đi hết chỗ này chỗ khác nhưng mà nó không hết, tại vì bây giờ nó thuộc về mãn tính rồi, nó là thuộc về về nghiệp lực rồi, thành ra thôi bây giờ mình phải chịu. Thì như vậy đó, cái sự khổ nó chỉ diễn ra ở trên thân, mà cái tâm của mình không có đau khổ còn mến chịu. Trời ơi, không được, phải bằng cách này, phải bằng cách kia, phải bằng cách nọ, phải trị cho hết. Tại sao mà cái bệnh của tôi mà trị hoài mà không hết đó? Cho nên đó, cái khổ ở tinh thần rồi trong nội tâm đau khổ cho nên là khổ chồng lên khổ là vậy. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta tu học, chúng ta được hiểu biết đó, thì mình chấp nhận thì cái nỗi khổ nó sẽ giảm thiểu. Còn khi mà tâm của chúng ta uất ức rực rãi, không chấp nhận cái cảm thọ khó chịu khổ đau ở trong thân, thì cái nội tâm của mình nó xao động, nó chấn động,
làm cho cái nỗi khổ nó càng nhiều hơn. Nếu mà bây giờ cái nhức răng nó diễn ra đó, nếu mà mình nhìn nó, quan sát thì sẽ thấy là nó cũng đau đớn, nhưng mà nó không có đến nỗi nỗi nhiều. Nhưng mà khi mà mình tức tối, bực bội, khó chịu rồi đó, trong nội tâm của mình á, nó chấn động, thì sao cái đau này đó nó nhân lên gấp nhiều lần. Có lúc đó là bắt đầu đó, từ một cái lúc đầu đó, từ có một cái chỗ đó nó đã đau thôi, mà vì cái tâm mình bực bội, khó chịu, không chấp nhận, bắt đầu mình thấy xong mình đau tùm lum hết rồi. Là vì cái khi mà mình cái tâm mình bị bực bội, khó chịu đó, cái tâm mình nó bị chấn động bởi các cái phiền não, bởi sân hận. Thành ra đó, lúc đó là nó nhìn cái cảm thọ đó, cái khổ đau đó, rồi cái cảm thọ khổ đau này nó tăng lên. Tại vì mình không chịu mà, mình tìm cách để mình đè nén, áp chế, để vượt qua nó hay gì đó. Thành ra là lúc đó, là thân đau mà cả tâm cũng đau. Cho nên khổ, vì các sự khổ là như vậy. Rồi khổ do phiền muộn. Ví dụ chúng ta mong muốn cho con mình đạt, nhưng mà cái phước nó kém, cho nên cái không vừa ý này nữa, nó đem đến cái nỗi khổ. Trời ơi, con ta sẽ học giỏi quá, con tôi học chậm chạp chậm chạp, thì rớt lên rớt xuống, mình buồn rầu, phiền muộn lo toan. Rồi khổ vì khó chịu đó, là những cái cảm thọ tê đau nhức nha, nó gây cho mình cái sự khó chịu ở trong thân. Rồi không ưa mà phải lần nha. Đó, có đôi lúc có trong đời sống chúng ta gặp những cái người mà những người này đó, từ quá khứ đã có cái quan trái nhau rồi, giờ gặp nhau là thấy khó chịu này, không thấy không có thích nữa. Đó, nhưng mà sao người ta nói là quan gia ngõ hẹp, nhìn cái mặt nó là thấy ghét rồi, nghe cái tiếng nó nói là thấy ghét rồi, nhưng mà tránh không được. Thành ra đó, cái khổ cũng khó chịu dày dò, gặp cái bản mặt nó mà thấy ghét rồi. Coi như là đến nỗi mà có những người nói chứ, giết nó mà không ở tù thì giết liền. Thành ra những cái quan cái này chúng ta thường ngày gặp nha ở trong đời sống. Cho nên á, hồi đó ngài hòa thượng ngài hay nói là quan gia mình nên mình mở ra, chứ mình đừng có buộc. Và sao mình khi mà mình xả bỏ, mình xả bỏ những cái phiền muộn, những cái quan trái ở trong nội tâm chúng ta đó, thì làm cho chúng ta sẽ giảm bớt cái khổ đau đi nha. Trong đời sống mà quý vị thấy là cái sự khổ nó bủa vây chúng ta, từ khi mà chúng ta mở mắt chào đời đến với cái thế gian này, cho đến khi mà chúng ta
nhắm mắt xu tay. Nên thì tại sao mà chúng ta phải cột trói rồi chúng ta chấp thủ để cái khổ đau ở trong nội tâm? Khi mà mình gặp cái đối tượng đó, cái người đó nhiều khi họ đâu có biết, họ vẫn tươi cười, nó vẫn bình thường, nhưng mà ở trong nội tâm mình đó, là bực bội, khó chịu, cái phiền muộn, cái sân hận nó đang trào ngói trở lại, làm cho cái tâm, cái thần của chúng ta nó bị cái lửa phiền não nó thiêu đốt. Cho nên á, thôi kệ nó, giờ mình đối đầu nhau làm gì, thôi bây giờ mình xả bỏ, hàng ngày mình tu tập rồi mình rải từ từ, mình hướng đến họ, mình với họ cũng như nhau, cũng sống ở trong cái thế gian này cũng khổ đau như nhau. Cho nên chúng ta đem cái sự an ổn, bây giờ mình ghét họ nữa, nhưng mà nếu mà chẳng may mà họ bị bệnh tật hành hạ, họ bị tai nạn, họ bị khổ đau gì đó, thì lúc đó mình có thấy sự cảm thông thương xót họ hay không? Nếu mà chúng ta hiểu biết được, chúng ta xả bỏ, thì chúng ta sẽ tự làm cái nội tâm của mình nó được an ổn. Cho nên là các ngài trưởng lão thường hay nhắc, khi mà chúng ta thực hành tha thứ, xả bỏ những cái điều quan trái, là mình thương lấy chính mình, mình thương lấy bản thân mình thương lấy cái tâm của mình. Còn nếu mà chúng ta cứ kết quan trái thì sao? Chúng ta tự trói buộc, tự giày vò, làm cho cái nội tâm mình nó khổ đau. Rồi thương mến mà phải xa lìa. Hồi nãy là không thích mà phải gần, rồi bây giờ thương mến mà phải xa lìa. Bây giờ trong gia đình mình, chồng, vợ, cha, mẹ, con, cháu, có những lúc những cái chúng sanh có cái tuổi thọ nó kém, cho nên là nó phải ra đi theo cái nghiệp lực của nó. Nhưng sao? Vì cái tâm luyến ái, cái tâm tham mê chấp thủ, mình phiền não, mình khổ đau, mình khóc lóc, trời ơi tội nghiệp nó hết sức. Nó rất là hiền, nó rất là có hiếu, nó rất là tốt, ngoan ngoãn, giỏi giang, mà sao mà nó không có sống này kia, mình thương tiếc. Rồi, trời ơi sao mà con cái họ mạnh khỏe, còn con cháu tôi sao mà nó phải chịu cái cảnh đó. Những người thân của mình do cái tâm luyến ái thì mình bám líu, họ ra đi theo cái nghiệp lực mình không chấp nhận, cho nên mình bị khổ đau. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết mỗi chúng sanh á, có cái nghiệp lực riêng, mỗi người có cái nghiệp riêng của mỗi người, không ai giống ai hết. Có những người đi lên xe sau nhưng mà lại xuống trước, có người lên trước mà lại xuống sau, tùy theo cái điểm đến của mỗi người, cái điểm đến của mỗi người không ai giống ai hết. Cho nên á, là cái vấn đề mà sanh là lẽ thường, và chết cũng là lẽ thường. Khi chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta chấp nhận thì chúng ta sẽ không đau khổ. Còn nếu mà mình bám níu, mình chấp thủ thì sẽ đưa đến cái khổ đau.
Rồi muốn mà không được à, thì quý vị thấy rằng ở trên thế gian này cái muốn của mình nó rất là nhiều. Muốn một đời sống an lạc hạnh phúc này, muốn có nhà cao cửa rộng, muốn có tài sản này, muốn có địa vị này, muốn rất là nhiều. Nhưng mà sao cái phước mình không có thì sao? Thì nó muốn mà đâu có được à. Nếu mà cầu được ước thấy thì đâu có ai mà đau khổ, đúng không? Cái người nghèo thì muốn được giàu à. Rồi cái người giàu có rồi thì sao? Muốn gìn giữ cái tài sản của mình à, sợ mất à. Rồi cái người mà chưa có lập gia đình thì muốn lập gia đình à, muốn có chồng, muốn có vợ, muốn có con cái thế này thế khác à. À, khi mà có vợ có con, có chồng có con rồi đó, thì sao? Thì mình bám níu à, mình gìn giữ, mình sợ sệt à, không biết ông chồng tôi là có đàng hoàng không, không biết bà vợ tôi là có chung thủy không à, không biết con tôi là nó có nó có dừng lại, nó có chịu học hành đàng hoàng không, nó tiền bạc đưa cho nó rồi nó tiêu xài hoang phí à. Thành ra đó, cái hồi mà mình bản thân mình chưa có gia đình thì sao? Mình khổ cực gì à, đi về phải giặt đồ, giặt đạc, nấu cơm, nấu nước, dọn dẹp nhà cửa à, thì nó cũng khổ. Rồi mong muốn có gia đình à, để chi? Để mình phải đỡ khổ trong cái vấn đề này. Nhưng mà nó nảy sinh ra cái vấn đề khác. Rồi sao? Hồi đó một thân một mình thì nó dễ. Còn bây giờ có vợ, có con, có chồng, có con rồi đó thì sao? Phải ráng làm à, phải ráng làm để lo cho gia đình. Cho nên là hồi đó làm một ca là đủ sống rồi. Bây giờ là phải làm thêm nữa à, mới đủ trang trải à, mới đủ sống ở trong gia đình à, cho nên á là sao à, cái khổ nó nhiều hơn à. Rồi thì hồi nãy quý vị thấy rằng cái khổ gọi là khổ sanh á, hồi nãy sư nói nó có hai khía cạnh. Thì hồi nãy sư đề cập cái khía cạnh thứ nhất là một chúng sanh mở mắt chào đời từ lòng mẹ à, đi vào cái thế gian này. Rồi một cái nỗi khổ mà nó sanh khởi ở trong đời sống này đó là cái gì? Là chúng ta sanh sống ở trong thế gian nè, hồi còn nhỏ thì mình được cha mẹ lo lắng, phải không? Nhưng mà khi mà có gia đình rồi đó thì sao? Thì mình phải tự bươn chải mình lo. Nếu mà may mắn mà gia đình có tiền của cha mẹ cho đó thì nó đỡ khổ một chút. Còn nếu mà cha mẹ không may mắn, không có tài sản, không có ruộng đất thì sao? Mình phải tự bươn chải tìm kiếm kế sinh nhai, tự làm việc, tự lo cái đời sống của mình à, trong cái ăn uống rồi nhà cửa à, tất cả mọi cái mình phải tự lo cho cái đời sống này. Thì cái khổ sanh ở trong cái đời sống này nè là cái sự sống của chính mình nha à. Rồi ở một mình á, thì nó cũng buồn á, giống như nãy sư nói à. Rồi bây giờ phải theo cái truyền thống của thế gian
lớn lên rồi phải tạo lập gia đình, phải có chồng có vợ, phải có con có cháu để nối dõi này kia. Cho nên Đức Phật nói sao, ngộ cái ngũ quẩn là một cái khổ. Một chúng sanh này là nó đã khổ rồi, phải kết hợp với một chúng sanh khác là sao, là hai cái khổ. Hai khổ cũng chưa rồi sanh một đứa con, hai đứa con, ba đứa con thì sao, cái khổ nó càng nhân lên đó. Cho nên cái khổ mà trong cái đời sống này, nếu mà chúng ta không có biết tri túc, chúng ta thiếu trí tuệ thì sao, nó sẽ luôn luôn nó đeo đẳng chúng ta. Rồi không phải là chỉ cái kiếp sống hiện tại này, mà nếu mà chúng ta không hiểu biết, chúng ta thiếu trí tuệ, si mê vô minh lầm lạc, thì chúng ta sẽ còn nhiều 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 nỗi khổ. Chính vì chúng ta thiếu hiểu biết mà đến bây giờ mình còn có mặt ở trong thế gian này, và mình còn thường trú ở trong tam giới này, trong cái khổ đau, trong cái dòng lãnh quẩn sanh tử luân hồi, từ những cái cảnh giới khổ đau cho đến nhân loại, cho đến các cảnh giới chư thiên, chắc là tất cả ai cũng có từng đi qua, không? Nhưng mà chắc là mình rơi vào cái cảnh giới khổ đau thì nó hơi nhiều, cho nên bây giờ khi mà may mắn chúng ta học Phật pháp, chúng ta tìm hiểu, khi mà quý vị với cái tuệ nhãn của Đức Phật, Đức Phật phân tích để chúng ta mới thấy được, giống như hồi đó giờ do vô minh phiền não che án, si mê lầm lạc, thì mình tưởng ông thế gian này là thường lạc ngã tịnh, vui lắm. Chúng ta cứ tung tăng ở trong cái dòng lẩn quẩn. Quý vị thấy những cái con cá không? Nó cũng thoải mái tung tăng ở trong dòng nước, mà không biết rằng những cái tai ương, những cái mảnh lưới, những cái cần câu đang hướng về nó, nó vẫn an nhàn, rồi nó lại nó thưởng thức những cái mồi ngon, rồi bắt đầu tới chừng mà dính vô cái lưỡi câu, hay là nó chui vô cái mảnh lưới, thì lúc đó là dùng dãy khóc than. Hay là quý vị thấy những con hươu, con nai, con khỉ ở trong rừng, nó không có sợ, nó không biết là tai ương đang rình rập những con sư tử, con báo, con hổ đang rình rập nó. Rồi nó không biết là những người thợ săn, những cái bẫy thú, những họng súng đang chĩa về nó, mà nó cứ nhởn nhơ tung tăng không biết. Mình may mắn, mình nhờ học được Phật pháp, mình hiểu biết, Đức Phật chỉ ra chúng ta cái đời sống khổ đau, những cái khổ đau này nó bủa vây lấy chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết thì chúng ta phải cố gắng thoát ra. Giống như Đức Phật cũng ví dụ, chúng ta đang ở trong một cái bụi tre gai, không? Quay qua bên này thì cũng bị gai quào, nhích qua bên kia thì gai đâm, lùi ra sau
thì cũng bị gai nó cào cho chảy máu nha. Chúng ta ở trong cái sự khổ đau nó bủa vây vậy đó. Nhưng mà ở thế gian mà nếu mà hoàn toàn khổ đau đó, thì đâu có ai tham sống. Thì ở trên cao có cái ổ ong, lâu lâu vậy đó mới nhỏ xuống một giọt mặt. Nhưng mà khi mà chúng ta thưởng thức được một cái giọt mặt, chúng ta quên đi cái khổ đau. Rồi mình nói sao? Trong khổ đau chứ nó cũng có cái vui. Trong khổ đau chứ nó cũng có cái thích thú. Trong khổ đau nó cũng có hạnh phúc của nó. Chỉ một giọt mặt thôi. Khi mà chúng ta thưởng thức cái giọt mặt đó, mình cũng đang quên chúng ta đang bị bủa vây bởi muôn ngàn cái gai nhọn, cái nguy hiểm của thế gian. Cho nên là chúng ta phải ý thức được và chúng ta phải mau tìm cách để thoát ra những cái khổ đau này đó. Thì quý vị thấy em đó, cái căn cội là gì, là si. Rồi cái gì, hai cái cạnh nó là tham sân đó. Mà nó là mầm móng của tất cả những cái khổ đau. Thì khổ đau Đức Phật ví là như là biển lớn. Rồi 12 cái quả và giật xoáy bậc thánh siêu, tức là có những cái bọc lưu mà khi mà các bậc thánh vượt qua khỏi những cái bọc lưu rồi thì sẽ đi đến chỗ an ổn là dục bọc lưu, hữu bọc lưu, tà kiến bọc lưu và vô minh bọc lưu. Khi mà bậc thánh đạt đến thánh quả A-la-hán vô lậu thì tất cả những cái phiền não, những cái tai họa hiểm họa của thế gian là không còn nữa. Cho nên là Đức Phật nói là dịch xoáy bậc thánh siêu. Thì các vị thánh nhân đã vượt ra khỏi những cái nước xoáy này rồi. Còn bậc phàm nhân chúng ta thì vì tham đắm, mê lầm, chạy theo cái dục lạc vũ trần, cho nên là bị những cái dịch xoáy này nó nhấn chìm. Còn các bậc thánh thì các ngài đã đào bấn tận gốc rễ, vô minh và phiền não đã diệt trừ, không còn dư sót. Cho nên là các ngài đã siêu thoát, không còn vướng bận ở trong tam giới này nữa. Sau khi mà vô dương niết bàn thì hoàn toàn chấm dứt cái sự chấm dứt của bậc thánh A-la-hán mới là cái sự chấm dứt cuối cùng. Còn một cái chết của phàm nhân là chỉ là một cái sự thay đổi, một sự chuyển hóa từ kiếp sống hiện tại đến một kiếp sống tương lai mà thôi. Ba quế năm môi trường. Thì ba quế năm môi trường ở đây là ba cái quế nhiễm là dục, hay là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Năm môi trường nó là gì? Năm môi trường nó là cảnh để cho những cái quế nhiễm nó bám níu vào, nó chấp thủ vào những cái đối tượng này để phiền não sanh khởi. Là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Năm cái cảnh này là những cái cảnh tốt
khả hỷ khả lạc, để cho cái những cái quế nhiễm là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu nó bám níu vô. Thì khi mà giống như ba cái quế nhiễm này nó là hạt giống, còn năm môi trường á là giống như là bây giờ cái hạt giống thì sao, nó phải có đất, có cái độ ẩm thì cái hạt giống nó sẽ nảy mầm. Ba cái quế này á là ba cái ngũ ngầm ở trong nội tâm, và năm môi trường này là năm cái cảnh ở ngoài, nó sẽ là cái điều kiện để cho phiền não nó sanh khởi. Và qua cái bài ngày hôm nay, cái phần chánh kinh, thì sư cũng xin chia sẻ đôi điều giải thích để quý vị có thể hiểu rõ được cái ý trong phần chánh kinh. Cảm ơn cô Nhân Quang, cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ trong cái phần đọc và bóp cái phần chánh kinh. Với phước báo ngày hôm nay thì kính cầu mong chư tôn đức phát thể ca ngang, và kính chúc quý tu nữ cũng như toàn thể quý Phật tử qua bài học ngày hôm nay chúng ta hiểu biết được cái lời dạy của Đức Phật, để chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập để thoát ra những cái khổ đau, những cái phiền não nó đang bủa vây trong đời sống chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng đời sống của chúng ta nó đã đau khổ nhiều rồi, cho nên bây giờ mình thực hành cái phương pháp nào để giảm thiểu được khổ đau, để chúng ta có một cái đời sống tạm an ổn, để chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, là chúng ta vun bồi những cái thiện sự để hướng đến một cái đời sống an lạc, và nỗ lực tu tập tạo được nhiều thiện sự để sớm thoát ra khỏi những cái khổ đau trong hiện tại cũng như những khổ đau trong tương lai, để đạt đến sự an vui hạnh phúc hoàn toàn theo cái con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy. Chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui và nhiều trí tuệ sáng suốt để thực hành theo lời Đức Phật dạy. Và sau đây thì cũng xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mà tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài cái bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời đạo tràng nó muốn hai giá. Dạ, sa thú lành thai, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, nam mô Bích Thai giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, và con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính chúng con tạo được chút xíu phước nào thành kính dâng đến sư, mong sư sớm hết mà phục hồi sức khỏe để chúng con được nghe những lời sư dạy. Dạ, nam mô Bích Thai giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Dạ, con cung thỉnh sư nghỉ ngơi chút xíu. Dạ, con có đôi điều bạch với sư, rồi tùy sư. Dạ, tùy sư, sư có thể nếu nếu sư không được khỏe thì sư có thể con sẽ thỉnh đại đức Pháp Trang. Nhưng mà ngày hôm nay là giờ của sư, nên con kính bạch quý ngài mà thượng tọa Pháp Thanh, mà đại đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Kính thưa quý bà, quý cô tu nữ và kính thưa quý anh chị em đạo hữu, hôm nay con được đại diện cho cái nick sư Pháp Thanh, sư Pháp Trang, biết Châu Danh phải không, biết cái nick Châu Danh. Thì hôm nào nay thì mấy tháng nay không vào sinh hoạt trong room được, lý do là bị bệnh Covid và đã nằm bệnh viện mấy tháng nay. Nhưng mà khi tỉnh lại đó chưa có nói được,
thì đã cảm ơn cô Tiểu Duyên, thì đã kêu vợ là đưa miếng giấy và cái viết viết tên con, rồi biểu là về nhà. Cái chú này đặc biệt một cái là năm nào con về Việt Nam thì chú cũng gửi thuốc về dâng đến chư tăng, dạ, đến như tất cả quý ngài, rồi có khi thì gửi nhà con cầm tịnh tài về nữa. Thì mà đặc biệt cúng dường, con thấy vị này cúng dường đến quý sư hoặc là chùa chiền rất là nhiều, nhưng mà bản thân của mình thì rất là tiện tặng, dạ, rất là tiện tặng. Thậm chí ở Mỹ bao nhiêu năm trời rồi nhưng mà không có biết dùng cell phone, chỉ dùng điện thoại nhà thôi. Thành ra là muốn gặp chú là con phải canh giờ nào chú ở nhà, chú lên room mà chú ở nhà đó, thì con mới gọi được. Thì đến khi mà chú muốn gọi con thì chú cũng không có làm cách nào hơn. Dạ, thì chú mới viết cái tên của con vào miếng giấy, rồi viết nhà là chú đã ghi cái tên và cái số điện thoại của con ở cái chỗ nào. Và người vợ ra tìm cái số điện thoại của con, xong rồi rồi gọi cho con cũng hết hồn. Thì cuối cùng thì là chú đã nằm bệnh viện, chú mê man như vậy. Nhưng mà vừa lúc nãy trước khi mà con thỉnh sư lên giảng bài thì con được một cuộc điện thoại, chính là chú. Con định không bắt rồi, tại vì cái số này con thấy nó lạ quá, con không bắt máy. Nhưng mà con nói thôi, ở đây bây giờ cũng có nhiều chuyện lạ nên mình phải bắt máy đi. Thì con bắt máy thì chú nói em là Châu Danh, mà chú nói rất là mệt mỏi. Và chú nhờ con vào cái room nào thì thỉnh quý sư chia phước cho chú. Chú mong rất rất mong là được quý ngài cũng như đạo tràng chia phước cho chú. Và chú cho một cái tên và cũng ngày tháng năm sinh luôn. Và con kính bạch với ngài là như vậy. Cái điều thứ hai, nhân dịp này con cũng xin thưa với quý ngài là bạn rất là thân với cái nick Thiện Vũ ở trong này. Dạ, có Thiện Vũ ở đây. Thiện Vũ ơi, có nghe được âm thanh Nhục Bình không? Thiện Vũ ơi. Dạ, là bạn của Thiện Vũ, là sáng ngày nay ở Việt Nam là vào ca mổ tim. Mà người này bạn rất là thân thiết với Thiện Vũ, thì Thiện Vũ cũng nhờ con không có dám là xin thời kinh gì hết, nhưng mà nhờ con là xin quý ngài chia phước cho người bạn tên là Lê Thu Hồng. Dạ, trong hang đó chị Meta. Dạ, thì nhà chú ở gần chỗ em nè chị, thì vợ cũng có tới đây. Dạ, thì con kính bạch Thượng Tọa Pháp Thanh, Đại Đức Pháp Trang cũng như trong Đức và trong Đạo Tràng. Dạ, quý ngài có thể cho chúng con xin được một thời kinh cầu an theo ước vọng của Châu Khoan. Còn Thiện Vũ thì con nói con cũng rất là xúc động. Dạ, Thiện Vũ thì không dám xin gì hết, chỉ xin là 5-7 phút thôi, quý ngài chia phước thôi. Thì bây giờ con những cái duyên sự con cần thắc bạch thì con đã thắc bạch rồi. Dạ, con cung thỉnh hôm nay là giờ của sư Pháp Thanh, mà con thấy sư cô không có được khỏe lắm. Dạ, đúng rồi đó cô Phúc Hạnh, chú rất là dễ thương. Dạ, chú chùa nào chú cũng nghe sư quý sư, là chú nghe quý sư có công việc gì là chú cũng dường liền à. Dạ, chú cũng liền liền, mà bản thân chú rất là tiện tặng. Dạ, mà rất là hào phóng đến sự cúng dường, đến với chi tăng cũng như ở chùa. Dạ, thì bạch Thượng Tọa Pháp Thanh, chưa dùng nước chưa con? Con nghĩ con cũng thỉnh sư dùng một miếng nước nóng đi bạch sư. Dạ, con nghe sư nãy giờ ho rất là nhiều, sư có thể dùng một miếng nước nóng. Mà nếu sư trở lại đạo tràng, sư cho con một tín hiệu để xin ý kiến của sư như thế nào. Hoặc là cái giờ của sư, nếu mà sư không được khỏe thì con xin thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Con không biết giờ này Đại Đức Pháp Trang có trước máy không nữa. Dạ,
Dạ, thượng tọa phát thanh có chưa? Dạ, ngài Chí Đức hôm nay không có vào đạo tràng được bạch sư, ngài Chí Đức không có ở chùa và ngài nãy có vô một tí xíu thôi, ngài đã rời rung rồi. Dạ, ngài đi công việc từ hôm qua tới giờ. Dạ. Dạ không, cái người mẫu tim là bạn của Thiện Vũ, là một người nữ, Lê Thị Thu Hồng. Còn cái chú mà bị bệnh COVID thì là Phan Văn Châu. Dạ, vậy bây giờ, dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ, Đại Đức Pháp Trang có trước máy không bạch sư? Đại Đức Pháp Trang có trước máy không, cho con xin một tín hiệu à? Dạ, thì có trước máy. Dạ, con cung thỉnh sư Cầm Bích, dạ, con có thể... con sẽ chát lên hai cái tên, một nam và một nữ, để nếu sư có thể thiêu cho chúng con xin một thời kinh cầu an, và đạo tràng chúng con sẽ chia phước đến hai vị này. Dạ, con kính dâng mít đến Đại Đức Pháp Trang ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thanh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Thì hôm nay thì cái ngày của thượng tọa Pháp Thanh, thì theo cái sự chỉ dạy của thượng tọa Pháp Thanh thì con xin được phép đại diện thượng tọa Pháp Thanh cũng như chư Tôn Đức Tăng để có một khóa lễ an lành đến cho hai vị Phật tử. Bây giờ thì theo cái nghi thức ở trong Zoom thì không biết là có tắc bạch không, hay là chỉ thỉnh gì thôi ha chư Quỳnh. Chắc bây giờ thì bây giờ gửi mic lại cho Sức Như Quỳnh. Con xin được tắc bạch đại diện cho hai vị này. Thiện Vũ có trước máy nha, Thiện Vũ có gì Thiện Vũ đưa những lời lên để thỉnh Chư Tăng cùng với Như Quỳnh nha, Thiện Vũ nghe. Thiện Vũ có nghe được không? Dạ, xa thu. Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Còn Nhật Quỳnh xin thay mặt cho bạn của Thiện Vũ là Lê Thị Thu Hồng, Lê Thu Hồng, cô Lê Thu Hồng và chú Phan Văn Châu. Chú Phan Văn Châu thì sinh 1954, còn Lê Thu Hồng thì Thiện Vũ có thể chắc lên, Nhật Quỳnh không có biết được nha. Và cô Lê thì Thu Hồng thì mẫu tim, còn Phan Văn Châu đang nằm trong bệnh viện và đang bị nhiễm COVID. Con xin đại diện cho chú Châu cũng như cô Hồng. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Chư Tôn Đức quý ngài từ bi hoan hỷ cho chúng con một thời kinh để ban phước lành cho hai vị này, cho sớm tai qua nạn khỏi, tật bệnh được tiêu trừ. Dạ, con thành tâm dâng mít đến Đại Đức Pháp Trang, sư quan hỷ cho chúng con. Nếu chúng con có điều chi sơ thất thì con cũng thỉnh quý ngài từ bi hỷ xả cho chúng con. Nam Mô Bích Thà Giá. Dạ, con kính dâng mít đến Đại Đức Pháp Trang ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Trước tiên, trước khi con đại diện ngài thượng tọa Pháp Thanh cũng như cho Tôn Đức để có khóa lễ an lành đến cho chú Châu Phan và cũng như là cô Lê Thu Hồng đang mổ tim. Thì với phước lành nào mà chúng tôi đã tu tập được, cũng như là với phước lành nào mà chúng tôi đã tạo được, xin chia phước lành này đến cho chú Châu Phan cũng như là Lê Thu Hồng
đang mổ tim Phan Văn Châu, Châu Phan, cũng cầu mong cho hai vị này cũng sớm vượt qua những cái căn bệnh và luôn được dứt khỏi những cái sự rủi ro tai hại và luôn được thành tựu được nhiều hạnh phúc. Và giờ đây chúng con xin được phép đại diện Chư Tôn Đức để có phá lễ an lành đến cho hai vị Phật tử. Nam mô Phật Thầy Giá. Nam mô Ta Sa Phật Va To A Ra Ha To Sa Ma Sa Mpo Tha Sa Nam mô Ta Sa Phật Va To A Ra Ha To Sa Ma Sa Mpo Tha Sa Nam mô Ta Sa Phật Va To A Ra Ha To Sa Ma Sa Mpo Tha Sa Po Thang Sa Ra Nang Ga Cha Me Tham Mang Sa Ra Nang Ga Cha Me Sang Khang Sa Ra Nang Ga Cha Me Do Te Yam Pe Po Thang Sa Ra Nang Ga Cha Me Do Te Yam Pe Tham Mang Sa Ra Nang Ga Cha Me Do Te Yam Pe Sang Khang Saranang ga cha meta te jam pe po thang saranang ga cha meta te jam pe tham mang saranang ga cha meta te jam pe sang kang saranang ga cha me ya ne ta po ta ne samarata ne pamma ne vaya ne va antale kem Tathāratāṁ deva-manuā-sapa-cetāṁ pa-thāṁ namā-sāma-sa-vāte-hātā-yāne-ta-pa-tāne-sa-mā-ratāne-pa-māṁ Nivā-yāne-vā-te-khe Tathāratāṁ deva-manuā-sapa-cetāṁ thammāṁ Namā-sāma-sa-vāte-hāta-yāne-ta-pa-tāne-sa-mā-ratāne-pa-mā-ne-vā-yāne-vā-an-ta-le-kem Pore-pa-pa-ra-me-sa-pa-pa-ta-sam-pa-te-mo-ta-mang-e-te-na-sa-ca-va-ce-na-ha-ta-te-ca-ya-mang-ka-lang-ca-yan-tam Sa-ra-ke-sa-pa-pa-ta-na-ngā-ra-pa-ta-pa-ma-ta-ta-sa-na-ka-ta-ng Vācā-kammāṁ badā-kenāṁ badā-kenāṁ manokammāṁ banetete padā-kenā padā-kenā nekātvāṁ nalavāntāte padā-kenā karaneyamātakosalena yantāṁ santāṁ badāṁ avesame chasakavacocasocum Chasavacha-cha-samadavanati-mane-santo-asako-chasavaro-cha-apake-cha-chasaloha-kavuate-santan-rayo-chane-pako-cha-aparapo-kule-so-ananuretum Na-cha-kua-tang-sa-ma-cha-re-ken-cha-ye-na-ve-nyo-pa-re-opa-va-de-yom-sa-ke-no-va-ke-me-no-han-ta-sa-pe-sa-ta-pa-van-ta-sa-ke-ta-ta-ye-ke-che-pa-na-pum Ta-te-ta-sa-va-ta-va-ra-va-ana-va-se-sa-de-ka-va-ye-ma-han-ta-va-ma-che-ma-ra-sa-ka-anu-ka-to-la-de-ta-va-ye-cha-de-tam Ye-cha-do-re-va-san-te-ya-ve-do-re-va-ta-va-sam-pa-ve-se-va-sa-pe-sa-ta-pa-van-ta-so-ke-ta-ta-na-pa-ra-pa-ra-ne-ka-pe-ta-na-te-man-ye-ta-ka-ta-che-nang ye ta ka ta che nang ken cha ya ra sa na ba te ka san nya na nya ma
đa ca mê cha ya ma ta ya ta na yang bo tang a yo sa e ka pa ta ma na ra kem e va mba sa pa va ta sa ma na sa va va ye a pa re ma nang me ta ng cha sa pa lo ka me an ma na sa va va ye a pa re ma nang Hoa tang a to cha ta ra yan cha sa ba tang a ve rang a sa pa tang te tang cha rang na sa na va sa ya na va ya va ta sa ve ra ta me tom e tang sa ten na te ta yam ram ma me tang ve ha rang e ta ma ho de ten cha na pa ram ma se la va da sa ne na sa pa nam Cha mẹ sa vệ này giang rê tăng na hê cha ta ra pa sê giang bồ na rê e tê 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 bi sô pa ca va đa na pa ra mê đa na pa pa ra mê đa na pa ra ma ta pa ra mê sa mban na vê tê bi sô pa ca va sê la pa ra mê sê la pa pa ra mê sê la pa ra ma ta pa ra mê sa mban na vê tê bi sô pa ca va ne cam ma pa Ne kama paparame, ne kama paramata parame, sambanno ete beso pakava panya parame, panya opaparame, panya paramata parame, sambanno ete beso pakava viraya parame, viraya opaparame, viraya paramata parame, sambanno ete beso pakava kante parame, Kante apaparame, kante paramata parame, sambanno ete beso pakava sacha parame, sacha apaparame, sacha paramata parame, sambanno ete beso pakava atiatana parame, atiatana apaparame, atiatana paramata parame, sambanno ete beso pakava miata parame, Meta paparame, meta paramata parame, sambanno ete beso pakava opeka parame, opeka opaparame, opeka paramata parame, sambanno ete beso pakava ate. Asevana chapala nam bandita nam chasevana bocha chapocha neyanam etamang kalamotamang batero padesavaso chapope chakataponyatam atasamma paneta chetamang kalamotamang bahosa chan chasepang chavinayo chasaseketo chapacita chayavacham Ê tam mang ca la mo ta mang ma ta bê ta pa ta nang bo ta da ra sa sang ga ho a na ko la cha cam man ta Ê tam mang ca la mo ta mang da nang cha tam ma cha ri yam cha nya ta ca nang cha sang ga ho a na va cha ne cam ma ne Ê tam mang ca la mo ta mang a ra te ve ra te pa pa ma cha pa na cha san nya mom Apamado cha tamme so e tamang kalamo tamang garabo cha nevato cha santo te katanya ta kalena tamma savanang. E tamang kalamo tamang kante cha savacha sata samananang cha dasanang kalena tamma sakacha. E tamang kalamo tamang tapo cha ramma charyan. Chariya sa cha na da sa nang ne pa na sa che karaya cha e tam mang kalamo tam mang po ta sa lo ka tam me he che tang ya sa na kam pa te ya sa kam vira chang ke mang e tam mang kalamo tam mang e ta de sa ne ka toa na sa pa ta ma pa ra che ta sa pa ta sa tiên Ra chan ta tan te sang mang ka la mo ta ma an te e chi tang ba te tang ta ma hang ke pa me va sa me cha ta sa pe m. Po ran ta sang ka pa chan do pan na ra so ya ta ma ne cho te ra so ya ta sa pe te yo ve va chan ta sa pa ra ram.
được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo, hoa cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia viên. Ca thải xe tê gia cha na ra tha xe ta ma ta xe ta ma ta xe ta ma tu y đam pha lăng e ta smin ra ta na ta gia smin sam ba sa da na che e ta so. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, được thành tu mỹ mãn. Nam mô Bổn Thầy Giá Phá Kinh An Lành. Đến đây đã thành tựu và viên thành công đức phước báo. Một lần nữa chúng tôi xin hướng nguyện phần phước báo nào mà chúng tôi đã tu tập được cũng như là đã tạo được, cũng xin chia phần phước báo này đến cho chú Phan Văn Châu, gọi là nick là Châu Phan, và Châu Phan và cô Thu Hồng cũng được tránh khỏi những điều rủi ro tai hại và sớm được hồi phục, được sức khỏe và sớm được vượt qua những căn bệnh. Và cũng cầu nguyện cho hai vị này cũng được luôn được sự an lạc trong cuộc sống. Và cũng xin hướng nguyện phúc báo này đến cho toàn thể quý vị trong đạo tràng luôn được sự an vui, tiến hóa trong Phật Pháp và luôn được thành tựu được nhiều phúc báo. Giờ đây chúng tôi xin gửi mít lại cho quý vị trong đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thu Hồng và chủ Phan Văn Châu thành tâm tri ân đại đức Pháp Trang cùng chư tôn đức quý ngài đã chia phước cho hai vị này để được sự tai qua nạn khỏi, tật bệnh được tiêu trừ và được an lành. Và con một lần nữa thay mặt quý vị, con tri ân quý ngài rất là nhiều, và con cũng thành tâm tri ân ngài chư đức. Ngài đã nghe tin ngài đã trở vào đạo tràng, mặc dù ngài không có, ngài đang đi công việc ở ngoài, không có ở trong chùa, mà ngài cũng đã quan tâm trở lại đạo tràng để chia phước cho những vị Phật tử bạn của con. Dạ, Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình thắng tâm thanh tịnh để chia phước đến hai vị này. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay, xin chia đến cô Thu Hồng, chú Phan Văn Châu quả phước này, tai qua nạn khỏi đủ đầy an vui. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay, xin chia đến cô Lê Thu Hồng, chú Phan Văn Châu quả phước này, tai qua nạn khỏi đủ đầy an vui. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay, xin chia đến cô Lê Thu Hồng, chú Phan Văn Châu quả phước này, tai qua nạn khỏi đủ đầy an vui. Và quả phước nào mà Nhật Quỳnh đã trong sạch tạo được, Nhật Quỳnh cũng thành tâm chia đến cô Lê Thu Hồng và chú Phan Văn Châu, mong rằng quý vị này được tâm bình tĩnh khi mà tật bệnh nó đến và được an vui khi cho được nó nhẹ đi được một phần nào. Và đây là lòng thành tâm của con. Con cũng thành tâm nhân quả phước con đã tạo được đến với chư thiên xung quanh nơi chú Phan Văn Châu cũng như chỗ cô Lê Thu Hồng đang ở, cầu mong chư thiên hộ trì cho hai vị này được vững tâm mạnh mẽ trong vượt qua được cơn bệnh. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, bây giờ thì đồng hồ của con còn tới 11 phút. Dạ, con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh. Dạ, giờ này là giờ của sư mà chúng con đã lạm dụng.
mà con thấy rằng sư không có được khỏe nên con đã thỉnh ý sư và đã thỉnh Đức Pháp Trang để đại diện chư tăng chúc phúc cho hai vị này. Dạ, bây giờ sư có trở lại đạo tràng chưa bà sư? Nếu sư có trở lại đạo tràng, sư cho con xin một tín hiệu, con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ thượng tọa Pháp Thanh, con nghe được âm thanh con không? Sư cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư. Dạ, con tri ân sư. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sanh Ca Giá. À, thì quý vị thấy không, cái lời dạy của Đức Phật là trong cái bài học này á, thì chúng ta thấy rằng đời sống của chúng ta luôn luôn là bấp bênh vô định, rồi 12 cái cổ nó bám níu lấy cái thân ngũ này. Cho nên là Đức Phật mới dạy chúng ta là cố gắng tạo trữ các cái phước báo để làm nơi nương nhờ, để là cái hành trình tư lương của chúng ta trên cái dòng quay của sanh tử luân hồi. Chính cái phước của mình nó sẽ hỗ trợ, cho nên muốn giảm thiểu những cái khổ đau thì chúng ta phải tạo trữ thật nhiều cái phước báo, rồi phải thực hành theo lời dạy của Đức Phật và nỗ lực tu tập tạo trữ những cái pháp độ, những cái công đức để chúng ta vượt thoát ra cái dòng quay sinh tử luân hồi này, cho đến khi nào mà chúng ta đào bứng tận gốc rễ của cái phiền não, tức là diệt trừ vô minh hay là si mê, là căn cội của tất cả những phiền não, những khổ đau, thì lúc đó chúng ta mới đến nơi an vui tuyệt đối. Còn chúng ta còn trong cái dòng luân hồi này, còn trôi lăn trong tam giới là chúng ta còn khổ. Bây giờ không biết là quý vị có cái thắc mắc gì trong bài học hay không. Thì còn thời gian còn lại thì nếu vị nào còn thắc mắc thì hãy nêu lên. Còn nếu mà không có thắc mắc gì thì cô Nhật Quỳnh có thể sám hối và kết thúc buổi sinh hoạt. Với phước báo này kính cầu mong chư Tôn Đức, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, cầu mong cho các người Pháp thể căn ngang. Kính chúc quý Tôn Nữ cũng như tất cả quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, nỗ lực tu tập, tạo được nhiều thiện sự trong đời sống. Và cầu mong chư thiên quan hỷ gia phước báo, và cũng chia phước đến Tú Phan Nhân Châu là cô Lê Thị Thu Hồng. Cầu mong cho hai vị này sớm giảm thiểu những khổ đau, bệnh tật và mau chóng phục hồi sức khỏe. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin mời đạo tràng. Đi ăn sư rất là nhiều. Dạ, sư không được khỏe mà sư cũng cố gắng vào để cho chúng con được những cái bài học để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và con cũng thấy không có câu hỏi nào của vị nào thắc mắc, nên con
xin phép khi đạo tràng để con sám hối sớm, mà để ngài sư đi nghỉ sớm một chút do sức khỏe sư không có được tốt. Đạo tràng có đồng ý không? Có đồng ý cho Nhục Quỳnh sám hối trước không? Hay quý vị còn có câu hỏi nào không? Dạ, thì dạ, vậy cho Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ha. Bụt tam mang ghe na quan đề hằng ba đa phạn sum và ruột tam mang bụt thể vô khả di tổ đô sơ bụt hô khả ma tu tăng ma mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê bị tha răng thẩm mê vô cái lý tổ đô sâu thẩm mô khả ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng sân khanh cha được vi thoát tâm ăn sân khê vô ca li tô đổ sơ sân khô tham mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ, để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay, xin phúc thúc ngắn đến vị tu nữ và Phật tử trong đạo tràng. Bồ Tát Sapa Mangalang Rakhandu Sapa Devata Sapa Buddha Nuvawe Nasanti Bồ Tát Te Bồ Tát Sapa Mangalang Rakhandu Sapa Devata Sapa Thamma Nuvawe Nasanti Bồ Tát Te Bồ Tát Sapa Mangalang Rakhandu Sapa Devata Sapa Sangha Nuvawe Nasanti Bồ Tát Te. Tất cả phước báo hạnh có đến người, con xin chư thiên hộ trì tịnh người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tin được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tin khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy. Sa thu lành thai. Dạ đề quá ta sanh ti vi ha ra qua si ni thụ về kha rê bơ thi kha rê. Ta hiện ta tham mà đa nê na pa quan tu vô chi ta so thiền ca rôn tê tha vi ha ra man đa lê thể ra cho ma cha na qua kết na ya ca ba phit kha vô sa ra ni ca đa na bê tê u ba sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra sa ba na phụ ta su khi ta pa quan tu tê cha ra vô cha dê vì cha anh đã xăm và qua sàn sề đã cha ta áp hết vô ba ba thì ca niêu gia ni căng thầm mà và rằng bà tịch cha tê sa bê vi đua kha sa kha rôn tu săn kha dân hà tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mà ta ra cha phục ca la sẵn gô hô tu sa mắc gô và a tha gia ta hi ta gia cha âm hê ra kha tu sát thầm mô sa bê vi thầm mà sa bê vi tham ma cha di no buộc thành sam ba mu na y ya ma tham ma di dập và quê di tê ngưỡng cầu ca tấn chư thiên a trong vòng tỉnh xa ngừng ngày ngữ nơi đền tháp xưa nay những nơi